Thưa quý vị, thời gian qua, huyện Đông Giang tiếp tục triển khai các phương án phòng chống dịch COVID-19. Bên cạnh những biện pháp ngăn ngừa, đảm bảo an toàn cho cộng đồng, Đông Giang chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất để thực hiện cách ly đối với những trường hợp về từ vùng dịch, triển khai các chốt kiểm soát dịch trên địa bàn. Thị trấn Mù Rao là trung tâm huyện lỵ, nơi tập trung dân cư và đông lưu lượng người qua lại. Do đó, các ngành chức năng của huyện tập trung tuyên truyền, nâng cao ý thức của người dân trong phòng chống dịch. Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh Truyền hình huyện thường xuyên cập nhật diễn biến tình hình dịch bệnh của cấp trên và tuyên truyền lưu động tại các thôn của xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Bên cạnh đó, các tổ chức chính trị xã hội huyện thường xuyên vận động nhân dân tạm dừng tất cả các hoạt động đông người, đeo khẩu trang nơi công cộng. Các ban ngành là cũng có tới chợ cũng có phát khẩu trang. Chị em cũng ủng hộ cho các ban ngành. Thường xuyên đeo khẩu trang. Nhưng mà có nói chung là từ hậu dịch tới giờ là cũng thường xuyên đeo khẩu trang ở những nơi công cộng. Tại các chốt kiểm soát, mặc dù còn nhiều khó khăn, thời tiết nắng nóng, nhưng với sự phối hợp nhịp nhàng giữa các ngành công an, y tế, dân quân và tình nguyện viên đã làm tốt công tác phòng chống dịch. Để đảm bảo trực 24/24 giờ, kiểm soát hàng ngàn lượt phương tiện qua lại trên địa bàn và tiến hành khai báo y tế theo quy định. Và trong thời gian vừa qua cũng đã có 9 trường hợp là F1 và huyện cũng đã khoanh vùng và truy vết cũng như là dập dịch rất là sớm, thì cũng rất là may là trong thời gian vừa qua là trường hợp F1 đều là có xét nghiệm là âm tính 4 lần. Do vậy là địa phương cũng đã rất là chủ động và chỉ đạo quyết liệt, không kể ngày đêm, để cùng với đó là tập trung chỉ đạo đặc biệt là những người từ thành phố Đà Nẵng và hiện nay cũng đang bùng phát một số địa phương khác, trong đó có thành phố Hồ Chí Minh và một số vùng lân cận. Có thể nói, huyện Đông Giang đang triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 khá hiệu quả, đồng thời tập trung tuyên truyền đến đồng bào vùng sâu, vùng xa, sẽ góp phần thực hiện tốt công tác phòng chống dịch, không để dịch bệnh lây lan ra cộng đồng.